Xin chào cả nhà, như là Khang đã hứa tập trước á, là sau khi mà Khang ăn bún bò và uống đinh tây no say rồi thì bây giờ Khang sẽ dắt cả nhà đi chơi ở Phước Lộc Thọ nha. Ở Phước Lộc Thọ thì Khang cũng biết á, là ở trên YouTube có nhiều người quay lắm rồi, nhưng mà cái địa điểm Phước Lộc Thọ này á, nếu mà làm thì dư, mà đã là làm về kênh YouTube về cuộc sống người Việt ở Mỹ rồi mà không có thì rất là thiếu sót, cho nên bây giờ Khang đang ở đây rồi nè. Nhiều người có nói là Phước Lộc Thọ bước vào thì không quá sang trọng, chỉ hơn chợ ở Việt Nam một tí xíu thôi. Nhưng mà theo cái góc nhìn của Khang thì Phước Lộc Thọ cũng từ Việt Nam ra mà thôi, cho nên nó mang lại cái cảm giác giống như ở chợ Việt Nam cũng là điều tất nhiên. Cho nên đối với Khang, lâu lâu vào đây để mà ôm kỷ niệm xưa cũng như là ăn uống là cũng đủ vui rồi nhé. Khu Phước Lộc Thọ nằm ở ngay trung tâm đường Bô Sa và tên tiếng Việt là Đại Lộ Trần Hưng Đạo mà tập trước Khang đã nói rồi nghe. Đây là địa điểm tập trung của người Việt ở Mỹ, thường xuyên có hội chợ vào dịp Tết và hè, cũng như là có đầy đủ các món ăn vặt và không vặt của Việt Nam. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vô nha. Hello. Nói wow, trời ơi, may mắn quá cả nhà. No God! Đây là Phước Lộc Thọ trong truyền thuyết. Truyền thuyết là đây, Phước Lộc Thọ là đây, nhưng mà vẫn không trốn. Hôm nay là bãi sau đúng không? Đúng, chính xác. Nhưng mà vẫn không trốn được cái cảnh gọi là đậu xe. Đây chính là bãi South của Phước Lộc Thọ. Thì các cái bãi này rất là lớn luôn. Ây da, dính xem lắm. Đi cực quá. Mình sẽ có một cái lần đường đi riêng cho người đi bộ thôi. Đó, mọi người có thấy cái chữ Phước Lộc Thọ chưa? Tuy là hơi xa nhưng mà ở sau lưng là cũng có Phước Lộc Thọ rồi. Oh wow. Oh my god. Xích sắc luôn. Rồi, chúng ta đã bắt đầu đi vô bên trong của Phước Lộc Thọ. Đó, mọi thấy không? Họ bán những cái sạp ở giữa khu như thế này. Và họ bán nhiều tùm lum đồ lắm. Không có nhất định là một cái gì ở dưới tầng á, thì không bán nhất định gì. Như ở đây bán đồ phong thủy hay là kim cương này nọ. Thì họ bán quần áo nè. Bạn lại không biết ra không? Lấy ra thì bạn không biết. Mọi người để ý không? Tiệm vàng, tiệm kim cương hơi nhiều luôn á. Đây, wow, lại vàng tiếp, lại vàng. Rồi, đây là tiệm mỹ phẩm này nọ. Đồ sang trọng nha. Giống như siêu thị. Siêu thị thì cũng giống giống. Em thấy giống cái kiểu những cái chợ ở Sài Gòn hơn ha. Thế thật sự là nó là siêu thị cũng không giống lắm. Đây, ruột khô bò. Một trong những cái tiệm ăn vặt lớn nhất của trong quận Cam. Thì trong tương lai nếu như Khang rảnh thì Khang sẽ đi thử cho trong coi ruột khô bò nó sẽ bán đặc trưng những cái gì nha. Và đây, một lần nữa lại một cái tiệm vàng thì kim cương khác tiếp. Ở đây họ bán nhiều cái sạp xung quanh lắm. Ở đây nó có cả nguyên một cái sân khấu rất là lớn luôn. Thì thường á, khi mà người ta đi vô từ cổng trước vô thì họ sẽ thấy nó trước. Còn tại vì Khang đi cổng sau cho nên Khang sẽ thấy nó ở khúc giữa. Đây chính là cái sân khấu của Phước Lộc Thọ. Thì cái chỗ này đa số lâu lâu người ta khi mà có những cái chuyện gì á, thì ví dụ như là dịp Tết hay những dịp lễ hội, họ sẽ lại họ dựng này lên, họ hát. Thì hôm nay thì mình chưa có gì hết. Đó, mọi người thấy cũng rất là đông vui nha. Hoặc là tiệm vàng kim cương. Thì bây giờ mình đang ở trong cái khu này là khu food court. Cho nên là bán đồ ăn thôi. Bán đồ ăn chính thì đồ ăn trong đây thật sự thì không có xuất sắc. Ui, có hộp thịt trộn luôn nha bà con. Nước mía là má đàng hoàng. Trời ơi, bán chát trộn luôn kìa. Khu ở đây cái gì cũng có bán hết. Bán chát trộn. Trời ơi, có cơm phần đó nè. Thật sự cái này rất là giống Việt Nam luôn. Ở Mỹ đâu có ai nghĩ là ở đây mà bán hộp cơm phần như vậy đúng không? À, họ bán rất là nhiều loại luôn. Thì có hạt lựu nè. Không cần bắt lộn kẹt rồi. Họ thậm chí còn có gỏi đu đủ khô bò nữa.
Cái này thì đồ dành cho trà sữa thôi. Bánh tráng trộn trộn, bánh tráng trộn bẫy không? Trời ơi, ở Việt Nam ăn bánh tráng trộn có 15 ngàn nha. 15-20 ngàn là mát rồi, ở đây bán nha, 100 mấy chục ngàn. Kinh dị quá. Thì đó, thì ở đây đa số họ, những khu này thì họ bán đồ ăn thôi. Thì giống như là công phần ở Việt Nam thôi. Mình sẽ thấy có cả thịt kho hột vịt nữa, khoai lang, mít, đồ ăn. Và đây chính là cổng trước của Phố Hợp Thọ nha. Rất là lớn luôn, đây nó rất là cao. Oh wow, đó có ba ông Phước, Lộc và Thọ. Rồi thì xung quanh đây là những cái gọng, đây là những cái gọng ở đằng trước của nó. Thường á, ở đây á, khi vào mùa hè hoặc là mùa xuân thì họ sẽ có những cái hội chợ đêm. Họ bán đồ ăn, họ bán nhiều thứ đồ lắm. Thì mình sẽ đi gần nữa hơn coi ở giữa đây có cái gì. Thì thật sự á là Khang đã làm ngay trong cái mùa này thì không có đặc biệt, cho nên họ không có trang trí nhiều. Họ chỉ đơn giản là để hình của ba ông Phước Lộc Thọ ở đây thôi. Rồi bây giờ Khang sẽ bắt đầu quay vô trong Phước Lộc Thọ lại nha. À mà khu này cũng giống như cái dãy bên kia, cũng chủ yếu là bán đồ ăn thôi. Cho nên bây giờ Khang sẽ đi lên trên lầu, và nếu như được thì Khang sẽ quay xuống quan cảnh ở dưới cho mọi người xem một lần nữa. Và ở trên lầu á, có một cái đặc biệt Khang muốn cho mọi người xem nè. Và đây Khang muốn giới thiệu cho cả nhà, đó chính là đền thờ Quan Thánh, là ông Quan Công trong Tam Quốc Chí. Chắc có lẽ là cả nhà cũng biết rồi hen. À tại vì Khang là người gốc Bông á, cho nên Khang hay để ý là mấy doanh nghiệp hay là các trung tâm thương mại, họ là thường thờ Quan Thánh để mà cầu buôn mai bán đắt, hoặc cũng như là làm ăn thuận lợi. À ở đây còn có cả xin xăm nữa nè. Nhưng mà Khang vừa mới xin hồi Tết rồi, cho nên chắc hẹn dịp sau vậy. Xem tiện á, mình đi một con đồ đam mê cái quạt tí xíu, nhìn ra coi coi cái quạt còn vừa mắt. Sasuke thật ra quạt cái chất lượng cũng khá là tốt mà rẻ lắm nha, chỉ có 5.500 một cây thôi. Bây giờ Khang kiếm coi có cái nào hợp với mình không. Dù của Nhật nha, chắc tí không có mở dạ. Siêu dài là đây chính là toàn cảnh của khắp khu vực của Phước Lộc Thọ nha. Thì mình đang đứng ở trên cao thì mình sẽ quay dọc từ ở trên cho khắp hết. Thì thật sự thì nó là bự, thì nó sẽ không quá bự đâu. Nhưng mà khi mà đến Phước Lộc Thọ thì người ta sẽ thường đi đến vì một mục đích duy nhất thôi, đó chính là mua vàng. Ở đây chính là nơi mà tập trung hết tất cả những tiệm vàng, bạc và kim cương ở đây ha. Đó, thì mình ở đây rất là nhiều tiệm vàng, nguyên cả một cái sảnh ở góc này họ chỉ để tập trung như họ bán vàng và kim cương thôi. Thì ai mà có muốn mà để đi vô đây mà chỉ để mua vàng bạc đó thì mình cứ lại đi lên trên lầu, đi thẳng ra số cuối hành lang thì họ chỉ bán vàng thôi. Đây một số tiệm vàng như là Kim Hoàng này nọ, Trung Tâm. Thật ra là nếu già quá thì chắc Khang cũng sẽ chui vô đây, Khang mua vài cái vàng về chơi thôi. Nhưng mà nghèo quá thì tiền đó mà mua. À vì một số lý do cho nên chỗ này không được quay nữa, cho nên Khang sẽ tắt hẳn luôn nha. Ở trong Phố Hợp Thọ thì duy nhất thôi, chỉ có đặc biệt tự nhiên là có một cái tiệm massage ở đây. Phải nói là cái phong cách của nó rất là đẹp luôn nha, rất là hôm nào mình sẽ cổ truyền.
Thì nếu như mà có tiền tí xíu, Khang sẽ vô đây Khang massage thử một lần. Vì chắc chắn tiền massage đây không hề rẻ đâu. Nhìn qua là thấy rất là sang trọng rồi nha. Rồi sau một lúc thì Khang đã đi được hết một vòng phố Lộc Thọ, thì bây giờ bắt đầu mình đi ra lại bãi đậu xe và đi về. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái ngày hôm nay Khang đã đi đâu. Thì phố Lộc Thọ cũng khá là vui. Thì có gì nếu như mà mọi người muốn Khang là đi đâu thì mọi người just comment ở dưới để cho Khang biết là Khang nên đi đâu. Bởi vì ý tưởng thì cũng khá là cạn. Và mọi người đừng có quên là subscribe ở dưới nhé. Cảm ơn. Bye bye.